Rồi hello anh em nha, trước mắt anh em mình là xe Ford Mondeo 2.0 hàng hiếm anh chị nha. Sơn si cực kỳ đẹp luôn. Mới vừa hai cái vỏ trước là hai vỏ mới nha. Đăng kiểm tháng 4 năm sau. Full đồ chơi luôn anh chị. Anh chị mua về sẵn đi, form dáng cực kỳ đẹp, dòng này chạy rất là bền bỉ nha. Form dáng đẹp, chạy ngon, dàn ghế lợp mới, màn hình đầy đủ, số tự động 2.0. Phun xăng điện tử, dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây rơi vào tầm khoảng từ 9 cho đến 10 lít. Túp lô túp ly cũng còn khá là đẹp anh chị ha. Đó, dàn sàn này còn rất là mới và đẹp luôn nè, số là số tự động luôn nè anh chị ha. Vô lăng còn rất là đẹp luôn nè anh chị. Túp lô túp ly khỏi phải chê, dàn ghế bọc mới rồi. Trần zin heo xe còn mới tinh luôn nè. Để cho nên mình xe này 118 triệu, giá này còn giảm còn bớt, có thương lượng, có cho nợ, có đổi xe, giao lưu xe. Anh em quan tâm thì qua lựa chọn, qua lái thử, qua chạy thử với em Thịnh. Để anh em mình 118 còn giảm còn bớt, động cơ phun xăng điện tử nha anh chị nha. Tiêu hao nhiên liệu từ 9 cho đến 10 lít, cảm biến da đầy đủ, máy số gầm ngon. Đó, số tự động đời 2004 anh chị nha. Rồi anh chị nào quan tâm món này liên hệ cho em qua số 0866 678971 và 0834 33 3371. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh của em để cập nhật nhiều video hơn nha anh em nha.